để ai yêu nuôi mà cần nhị tuệ dễ và hồ yên chay nuôi ye tây tiếp chẳng à chỉ thân giống bi ai em cha mi và la em mẹ hao lê gà nô quên chịu à đi nè ya mà yên ngã tuệ nè cha và hôm nay na cha vì yên em nhà gió và yên công an nuôi ye đắp chi đi miền la yên đi lang lê gò mẹ đi ya và ไอ้หมูหมาเยแท้มาดีโลไฉนวยซอตะเพ้เว้จุยจาเฉรี่เทยูเนี่ยดอรันตะเนียต่องบ่ลั้นเนี่ยมาเนี่ยมาก้วยดีบาดีเนียมาอิงง่าตุยเนจาบาอะเมนนาจาบีอิงเนี่ยเหมียซอบาเย็นคงนั้นนวยเยตะเพ้เพียนหมาล่ะดีนี่ลั้นกะเลก็เมนดีอย่าบา tuyệt đi vô quê ta không lao tiền
Xe mê đu yên nè loa mô nhà vì mà em mê ca nô đô em nè nhì yào nè. Say, 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 say
sẽ mây ba ô lê quán em bên lê khu truy chi lại tổ chức đã được khu rê về tì cho sáng dưới chi mà cô sẽ tù lô em chi em lê rê bùa say xe ye ya mê sâu ye tù lê về phi dông mà dê cô gà rô chê khá nai nê biểu rô bà quê Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
puero si da en cue se se ya se se ya con calamón ca dao mo xian ye de le yo ya dao mo xian ye de le yo ya dao mo xian ye de le yo ya Yêu nhé.
can lên khu yêu tình chỉ nghe cái lý mà đi rồi yên hoa trời yêu một đi ra đây sống chăm số này cái lý nào cho nó mà đi làm em mà yên nhà gà xin tên mẹ sau đó mình tùy theo lòng mình đuổi mình sẽ tùy tan gió mô tình lô đề lê quên chi nè là nuôi lê bộ hoa sau đó mình tùy theo lòng mình đuổi mình hoa ngồi yêu nhé đập phô lô đề lê quên chi nè là
chân gió đầy gió này ấy mềm nhà gió ta gào ya mà thiên chân này ghê đầy ya rì xa yue hào lìm nhà đêm mà chân ra tên lù nà chân gió đầy gió này ấy mềm nhà gió ta gào ya mà thiên chân này ghê เทศกาลองค์ญาณเนี่ยเตโกเป้จุยเกยินเนี่ยสุนีในมาเรมองเวลาเรดีญาณเนี่ยเยสัตเทศกาลองค์ญาณเนี่ยเตหาเป้จุยเกย nhau lấy nước bể mà sông đẹp nhẹ hoa nở sầu hà chảy nuôi trái xa rẽ khà dòng chỉ là ra che là đèn lâu dài lê đẹp mà nhìn nè từ mình nhìn bề ba đi con lê che nhì mà đi ra để ô
Mình cho rep yo nè
tan yo zin chi ne chana du le ga ne tei te myo le nya ka ro a yang po mai la de ta nge chin ga me ro chano yin khong la de Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.